Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay mình lại giới thiệu các bạn đó là iPad bên mình các bạn nhé. Thì là đợt này bên mình về nhiều iPad quá các bạn ạ. Mình làm cái video giới thiệu các bạn. Thì đầu tiên giới thiệu các bạn đây là chuỗi cửa hàng bên mình. Và trụ sở chính của mình là ở 95 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ở ngay chân cầu Trương Dương đấy mọi người ạ. Tiếp theo là hotline của mình là 0566 88 99 99 và 0962 615 618. Thì là các bạn mua hàng ấy, thì vui lòng comment để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp với mình qua hai số hotline này các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể qua fanpage Tech To Thanh Tú để đặt hàng, thì qua đấy mình sẽ sâu cho các bạn kỹ hơn, cẩn thận hơn. Thì là ngày hôm nay mình về thêm được rất nhiều iPad 2 bản Wi-Fi và iPad 2 bản 3G. Thế cho nên mình làm cái video để giới thiệu các bạn. Các bạn đừng lo hết nhé, mà hàng này mình đang đặt rất là nhiều. Và một điều nữa là nhiều bạn cứ hỏi mình là iPad 2 có cài được Facebook, Zalo và YouTube không, thì mình nói luôn các bạn là mình cài được, và tất cả các máy mình sẽ cài sẵn cho mọi người về chỉ việc dùng thôi mọi người nhé. Thì đấy, thì đây là iPad 2 bản Wi-Fi, thì bên mình vẫn cứ bán với giá là 1.350.000 hình thức đây. iPad 2 bản Wi-Fi 1.350.000. Hình thức là nói chung là máy cũ nên có xước một chút các bạn nhé. Có xước một chút. Đấy. Thì là tất cả các máy dòng iPad này thì mình đều tặng cường lực và tặng sạc các bạn nhé. Còn ốp đây. Ốp là mình sẽ bán hỗ trợ các bạn với giá là 100.000 một cái ốp. 100.000 một cái ốp các bạn ạ. Đấy, hôm nay 100.000 một cái nhá, có đầy đủ các màu phục vụ cho mọi người. Giá này là giá hỗ trợ mua máy bên mình đấy mọi người ạ. Và tất cả các máy này mình đều bảo hành cho các bạn là 3 tháng 1 đổi 1. Đấy, giá 1.350.000. Anh chị em, cô dì, chú bác là mua về cho bé chơi điện tử, học tiếng Anh, măn cứ dư nhồ, hay là học các cái bài tập trên mạng đấy mọi người ạ. Cũng là xem YouTube, Facebook, Zalo là thoải mái mọi người nhé. Đây, chụp ảnh các thứ nó vẫn cứ ok. Cứ ok đúng không? Đấy, chụp ảnh vẫn cứ là ok. Cam trước đây. Đấy, vẫn cứ là ok. Đấy. Và đây, mình đã tải về Facebook rồi. Facebook, Zalo, YouTube đây. Đây, mình vào thử cho các bạn xem luôn. Đấy, thì trên tay mình đang là cây iPad 2 bản Wi-Fi, giá là 1.350.000, tặng cường lực và tặng sạc. Đấy, đây. Vào luôn kênh YouTube của mình nhá, Thanh Tú điện thoại, Thanh Tú điện thoại là ra. Đấy, này, It Me. Đây, mình nói chung là đợt này mình ra rất nhiều iPad đấy các bạn ạ. Đấy, giá 1.350.000 iPad 2 bản Wi-Fi các bạn nhé, tặng cường lực và tặng sạc. Ốp bán hỗ trợ là giá 100.000. Bạn thấy chưa, vừa rồi vào YouTube rất là nhanh. Và tiếp theo là trên tay mình, nó là con iPad 2 bản 3G, giá là 1.600.000 các bạn nhé. Giá là 1.600.000, vẫn được tặng cường lực và tặng sạc. Đấy, bảo hành vẫn là 3 tháng 1 đổi 1. Và ốp thì là mình vẫn bán kèm theo là giá là 100.000 một cái. Giá hỗ trợ đấy mọi người ạ. Thì là tất cả các con máy này mình đều bảo hành cho các bạn, nó là main zin chưa sửa chữa. Màn là màn zin theo máy các bạn nhé. Màn zin theo máy. Đấy. Với số tiền như đấy mình chỉ cam kết với các bạn như thế thôi. Còn con nào mà vỏ xấu quá thì bên mình đã thay vỏ. Còn không xấu thì mình để vào nguyên. Thì đấy là mình có nó có thế nào mình nói như thế. Tránh tình trạng là mất lòng trước được lòng sau. Bởi vì phương châm bán hàng của mình là luôn luôn tiền là số 9 và uy tín là số 10. Đấy, thì đây. Con này cũng vậy, mình cũng đã tải sẵn YouTube này, Facebook, Zalo cho mọi người nhé. Chém dưa, chém hoa quả này. Đây. Chém dưa cho mọi người xem nhé. Hết pin à, đợt hết pin. Đấy, các bạn thấy chưa? Nói chung là cho
trẻ con chơi là rất là ok. Thôi mình cũng chẳng quá chén dưa này thì mất thời gian này. Này YouTube à, mình chưa kết nối wifi nhé, bởi vì mình không kết nối nữa đâu, nhiều người nhiều mà wifi thì mình kết nối nhiều lắm rồi. Đây còn nữa này các bạn này, hình thức là ok nhá. Đấy, tặng cường lực và tặng sạc, giá là 1,6 triệu, 2 bát 2 bản 3G. Nói chung mua về cho mua về để biếu bố biếu mẹ, dùng để xem YouTube Facebook thì nó là điều tuyệt vời, cũng là cũng như là để gọi video cho các nói chuyện với con với cháu ở xa nhìn thấy nhau rất chỉ là to, rất chỉ là thích. Đấy, mà cũng có thể mua cho các con để chơi game cũng như là để học tiếng Anh, tiếng chị và YouTube. Đấy, thoải mái nhá. Và tất cả các máy này mình tải sẵn về cho mọi người rồi đấy, mọi người mua về là chỉ việc vào dùng thôi. Và tiếp theo là mình giới thiệu các bạn, nó là Tab A của Samsung, giá là 700.000, cũng có máy ảnh, nhưng mà nói thật các bạn máy ảnh là không tính, máy ảnh các bạn là không tính nhá, bởi vì giá 700.000 mình nghĩ là không nên tính đến các cái máy ảnh này. Hình thức thì là nói chung các bạn là có thể chấp nhận được. Đây các cái này cũng mất này, còn mất còn còn nhá, cái giá này chạy sim và chạy thẻ nhớ vẫn được nhá. Đấy, có thể chạy sim, có thể nghe gọi được mọi người nhá, giá là 700.000. Và bây giờ mình cũng thử nước YouTube cho mọi người xem này. Wi-Fi nhà mình thì thật các bạn là kết nối nhiều lắm rồi, cho nên là có thể nó sẽ không được mượt nhá, nó sẽ không được mượt. Nhưng mà Facebook, Zalo thì thoải mái mọi người ạ. Facebook, Zalo thì thoải mái nhá. Đã xảy ra lỗi này, kết nối nhiều quá các bạn ạ. Chẳng biết rồi. À, chưa rồi. Máy lại đang quay video. Không, không. Nói chung với các bạn là giá 700.000, YouTube nó ok, dùng cho các bậc phụ huynh và là các trẻ em là được, từ 3 tuổi đến 10 tuổi, thậm chí là hơn nữa vẫn được. Đây, đây, thanh tú điện thoại, mạng kém quá, có một vạch đấy các bạn ạ, có một vạch. Nhưng nói chung là mình cam kết các bạn dùng được nhá, không tiện sâu cho các bạn mất thời gian. Giá 700.000, mình còn hơn chục cây rồi, bạn nhanh tay mua nhá, tặng sạc và bảo hành một tháng, tặng sạc và bảo hành một tháng nhá. Tiếp theo thì mình có một ít iPad mini, có hai cây iPad mini, một giá là 1,4 triệu, màn hình là hơi ám bốn cạnh, bộ nhớ là 32 GB. Còn hai con iPad này là hai dòng iPad này đều là 16 GB nhá, 16 GB thôi mọi người. Hai con này là 32 GB, giá là 1,4 triệu, màn hình là hơi ám một tí thì ti ở bốn cạnh nhá, và đều là tặng sạc và cường lực và vẫn là bảo hành 3 tháng các bạn nhá. Ốp thì vẫn bán hỗ trợ là 100.000, giá là 1,4 triệu đấy. iPad mini thì hôm nay tăng nhẹ rồi đấy mọi người ạ. Tiếp theo là mình còn ba cây này, iPad mini 1 bản wifi giá 2 triệu, 32 GB, máy đẹp long lanh không ám nhá. Còn pin rồi nhỉ, hết pin rồi. Còn pin thì mình cho các bạn xem, ai thiện chí mua thì qua fanpage Tech Store Thanh Tú thì mình sẽ gửi hẳn video các bạn lúc có pin nhá. Hoặc các bạn có thể vào Zalo 0962 615 618 các bạn nhá, Zalo cho mình thì mình sẽ sâu cho các bạn. Con này giá 2 triệu, 32 GB bản wifi. Tiếp theo là một con iPad mini 1, giá là 1,5 triệu, 16 GB. Con này thì máy đẹp, nhưng mà nó đây, màn hình đẹp các bạn nhé, tặng cường lực và tặng sạc. Nó hơi móp một chút ở cạnh, đâu nhỉ, đây đây đây, hơi móp một tí, nên mình bán có 1,5 triệu thôi các bạn ạ. 16 GB nhá, tặng cường lực và tặng sạc,
vẫn bảo hành 3 tháng 1 đổi 1. Tiếp theo nó là con iPad đây. iPad mini 1 16 GB. Con này thì đẹp long lanh nhá. Zin từ A đến Z. Con này thì mình bán 1,8 triệu nhá. Tặng cường lực và tặng sạc. Và vẫn bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 nhá. Và tất cả các ứng dụng mình cũng sẽ đao sẵn cho mọi người nhá. Đao sẵn cho mọi người mang cầm về là chỉ việc dùng thôi. Đấy. Nhiều người thợ là không đao được YouTube, Facebook và Zalo đâu. Mình cứ nói luôn để cho nó nhanh. Vì là cái này là phải biết cách đao thì mới đao được nhá. Tiếp theo mà còn một cây duy nhất iPad 2 mini giá 2.450.000. Còn một cây duy nhất thôi mọi người ạ. Bộ nhớ 16 GB nhá. iPad 2 mini vẫn tặng ốp sạc, à quên, vẫn tặng cường lực và tặng sạc. Và vẫn bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 mọi người nhá. Đấy, ốp thì mình vẫn bán hỗ trợ giá là 100.000 một cái ốp. Đây, cuối cùng là mình còn con iPad mini 3. À, con này là con iPad nhá. iPad hình thức xấu một tí nhưng máy chất. Máy chất như nước cất. Chỉ là xấu, xấu như thị lở nhưng mà chất nhá. Xấu như thị lở nhưng mà chất. Đấy. Con này. Đây này. Vân tay này. Vân tay còn nguyên các bạn nhá. Vân tay còn nguyên luôn này, mắt ba này. Đấy, máy chất, chất như nước cất. Nói chung con này mình đã mô tả với thị lở là gì. Xấu nhưng kết cấu là hoàn chỉnh. Xấu nhưng kết cấu nó đẹp các bạn nhá. Giá là 2,5 triệu. Tặng cường lực và tặng sạc. Con này mình tặng luôn cả một cái ốp cho nó che đi cái xấu này. Che đi cái xấu này phát là lại thành bạch tuyết ngay. Con này che cái xấu này đúng thành bạch tuyết ngay các bạn ạ. Thành bạch tuyết luôn. Giá 2,5 triệu các bạn nhá. Đấy, bản wifi. Thì đấy, trên đây là toàn bộ máy iPad bên mình. Và đợt tới mình sẽ về thêm iPad 4, iPad 3. Đấy, và các cái iPad Air, iPad Air mấy hôm trước mình bán hết rồi. Thì bạn nào có mua hàng bên mình thì vui lòng comment để lại số điện thoại. Hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua hai số hotline 0566 88 99 99 và 0962 615 618. Và tất cả các bạn mua máy bên mình thì đều phải cọc cho mình cái thẻ 50.000 máy dưới 2 triệu. Cọc thẻ 100.000 máy từ 2 triệu đến 5 triệu và cọc thẻ 200.000 máy từ 5 triệu trở lên. Và phí vận chuyển hay còn gọi là phí ship thì bên mua sẽ phải thanh toán, các bạn nhớ nhá. Bên mua sẽ phải thanh toán phí ship hay còn gọi là phí vận chuyển. Nhưng các bạn sẽ được miễn phí ship hay còn gọi là phí vận chuyển nếu các bạn thanh toán đủ tiền mua máy luôn thì bên mình sẽ miễn phí nhá. Hoặc các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình và chia sẻ clip trên trang Facebook cá nhân thì mình cũng sẽ miễn phí ship hay còn gọi là phí vận chuyển. Thì đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.